Hi, mến chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn nhá. Hiện tại thì Kiên đang ở dưới con đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 nhá. Hôm nay thì mình đi một vòng quận 9, mình có việc cái này mình đi vòng quận 9 và Kiên muốn chia sẻ với quý vị một cái quán cháo lòng ở dưới này. Cái quán cháo lòng này có tên là cháo lòng 18A. Thì cái hệ thống cháo lòng 18A thì Kiên cũng đã chia sẻ một vài quán rồi. Và hôm nay mình đi ngang qua cái con đường Đỗ Xuân Hợp này. Đây này. Cháo lòng má heo Nam Định. Ngay đường Đỗ Xuân Hợp. Đấy, thì mình thấy ở đây có một cái quán cháo lòng 18A. Và thực sự là Kiên xem cái tủ cháo lòng nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị ạ. Nên là Kiên quyết định là mình sẽ lại đây mình ăn và mình chia sẻ với quý vị nhé. Đây là mình đi ngoài, đây là đập vào mắt mình là cái tủ đồ này, không? Nhìn cái tủ nhìn thấy cực kỳ ngon luôn này. Đấy, cháo lòng 18A Nam Định. Cảm nhận sự khác biệt. Ở đây thì có cháo lòng tiết canh này, rồi trường này, má heo hấp này, nem Nam Định. Rồi có lẩu má heo, bao tử, đĩa lòng hấp, cháo má heo. Đấy. Bên này có má heo, nhìn má heo này quý vị. Này, má heo nhìn. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy là rất là đã luôn. Bên này là có dồi này. Bên này là dồi trường, rồi bao tử, rồi tim, gan, phèo phổi các loại này. Đây là lòng non này. Rồi chúng ta sẽ vào trong này nhá. Đây quý vị nhìn thấy cái tủ không? Đầy ắp luôn nhá. Đầy ắp lòng heo luôn, má heo. Đây anh mới vừa mở cái rèm ra, anh có một cái rèm nhá, lúc nào mà không bán, lúc nào mà chưa khách anh sẽ đóng xuống để cho nó không có ruồi nó bay vào được nhá. Bên trên là hai cái quạt đuổi ruồi muỗi. Bên này có thấy có phổi này, có bao tử này, có lòng non này, cuống họng này, rồi dồi này, má heo này. Đây đang tái cho khách này. Cái dồi này bán sao anh nhỉ? Ăn nhiều bán nhiều anh ạ. À ăn nhiều bán nhiều đúng không? Mà bao nhiêu một ký anh? Bán theo phần anh. À bán theo phần đúng không? Đây là bán theo phần chứ không bán theo ký nha quý vị. Mình ăn 50 hoặc là mình ăn 100 hoặc là ăn 200 tùy vào mình, nên là bán theo phần nhá. Ở đây anh bán từ 3 giờ chiều, 15 giờ chiều cho tới là khoảng 22 giờ đêm. Phần khách mua thập cẩm đúng không anh? Vâng, mọi thứ mọi gì anh ạ. Thêm ít. Không ăn gan à chị? Đây cái này là nước mắm này, nhà quán làm sẵn này quý vị. Quán ở đây là mình mở lâu chưa anh? Là 2 năm rồi anh ơi. À ở đây là 2 năm rồi đúng không? Cái địa điểm này đúng không anh? Vâng vâng. Tổng cộng em thấy là của mình có mười mấy chi nhánh này ha. Vâng vâng.
mã heo bán sao anh? 40.000 một miếng anh. 40 mà. 40.000 một cái. Vâng. À. Đấy, ở đây anh lấy mỗi thứ một ít. Khách mua phần này là bao nhiêu anh? 50.000 anh. 50.000, đầy đủ hết ha. Cái này là mình buổi sáng mình phải chuẩn bị làm đúng mấy giờ anh? 8 giờ sáng anh. À 8 giờ sáng. Cái dồi này làm lâu lắm ha. Vâng. Dồi này nhồi rất là lâu nữa. Cái này là chi nhánh mình tự làm hay là có một đơn vị làm anh? Em ở đâu rồi? Mình tự làm anh ạ. À chi nhánh em tưởng là nhiều chi nhánh, vậy là có một chi nhánh làm mình lấy. Ở chỗ nào thì mình tự làm cái đó ha. Đây, anh có cái lưới đấy, khi nào mà không có khách này sẽ che xuống cho nó đỡ bị dùi mũi á. Trong kia là có bàn ghế ngồi nhá. Đây là cái nồi cháo này, nồi cháo và cái nồi nước nóng thì trục lòng á. Khi nào mà khách mua sẽ trục cho nó nóng. Cái này là ăn kèm với cháo anh ha? Vâng, ăn kèm với cháo anh. Kèm với cháo hoặc là mình nhậu cũng được ha? Vâng. Một cái 40.000, quá rẻ rồi. Dạ. Để bóc thịt cho khách. Vâng. Bóc ra cho dễ ăn anh ạ. Dạ. Này nhiều thịt ha? Vâng. Có má mắt và má thịt đấy. Một má mắt và má thịt. Giá giống nhau anh ha? Vâng, cái nào cũng giống cái nào. Hai má được một đĩa. Quý vị ơi, cái con đường này đường Đỗ Xuân Hợp thì phía bên đối diện quý vị đó là quận 9 nhá, còn phía kia đang đứng đây cái quán Trao Lòng là quận 2 nhá. Nên là mình đi thì mình nhớ là nó là hai bên, một bên là quận 9, một bên quận 2. Ở đây là nằm ở số là 143 đường Đỗ Xuân Hợp. Đây này, cái địa chỉ này, 143 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng Đông, quận 2 nhá. Đấy. Cái phía bên này là quận 2. Tiên sẽ để cái địa chỉ bên dưới phần miêu tả để quý vị có đi xuống quận 9 đi ngang qua đường Đỗ Xuân Hợp. Quý vị có thể là ghé để thưởng thức. Thank you.
Cái này là cái công đoạn mà mình trụng lòng cho nó nóng rồi quý vị. Này là lòng như nào đi ra bàn rồi nó cũng còn nóng bốc khói luôn này. Đây quý vị, giờ mình sẽ gọi một cái má heo với lại một tô cháo nhé. Tại hôm bữa mình có ăn lòng ở cái hệ thống này rồi, thì hôm nay mình sẽ ăn má heo nhé. Ăn má heo với cháo. Anh ăn nhiều cháo. Đây là cái má trên ha, má mắt. Anh ngoài ăn gì em ạ?
Kiên gọi một cái má heo trên nhá, cái má heo mắt. Má heo này là 40 ngàn này, bây giờ tô cháo 10 ngàn nữa 50 ngàn. Rất là thơm ngon vị. Rồi, tôi mời quý vị ăn tối nha. Đây là tô cháo này. Đây là một chén nước mắm nha. Nước chấm. Đây là một rổ rau sống. Cái này cho thơm. Đây là cái đĩa má heo nè. Đây, thấy hấp dẫn không? Cháo rất là vừa ăn luôn. Đây là thịt. Yeah.
Rồi quý vị ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong một cái má heo ở đây nhá. Phải nói là má heo ở đây á, thịt rất là nhiều này. Mình ăn thì mình cảm nhận là heo, má heo rất là tươi ngon. Đấy. Thịt sạch, thịt nóng rất là ngon đấy quý vị. Cháo ở đây á, thì nấu cái gia vị nêm nếm rất là vừa ăn nhá. Khách vừa bắt đầu là khách đông rồi quý vị ạ. Rất là cảm ơn tất cả quý vị chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhá. Thì quý vị thấy video này hay hữu ích thì quý vị hãy like, share, comment và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Rồi xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.